Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau buổi sáng khá rét, trưa thứ ba Bắc Bộ sẽ còn nắng ấm giúp nhiệt độ tăng nhanh. Cao nhất ở thủ đô Hà Nội cũng như là nhiều nơi khác phổ biến từ 23 đến 25 độ. Thành phố Hạ Long 3 ngày tới thời tiết ổn định, trời không mưa, còn nắng ấm về trưa chiều. Cao nhất là từ 21 đến 24 độ. Đêm và sáng trời chuyển rét, đêm thứ tư và sáng sớm thứ năm, mức nhiệt thấp nhất giảm xuống chỉ còn khoảng 12 độ. Quý vị nên chuẩn bị quần áo cũng như là phụ kiện phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Với Trung Bộ, đêm thứ hai đến hết ngày thứ ba, ở Quảng Nam đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định phổ biến từ 100 đến 250 mm, có điểm vượt 300 mm. Còn lại, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa hay là Ninh Thuận, lượng mưa là từ 50 đến 80 mm, có điểm vượt 130 mm. Với dự báo mưa như vậy, lũ trên sông Vệ ở Quảng Ngãi hay sông Côn ở Bình Định sẽ quanh mức báo động 3. Các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ từ báo động 1 đến trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi cũng như là ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Đà Nẵng cũng có mưa suốt cả ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Riêng ngày thứ 3 cần đề phòng với mưa to đến rất to, đi kèm với ngập úng ở các tuyến đường trũng thấp và các khu đô thị. Phải sang thứ năm, trời mới dứt mưa, chuyển nắng. Lưu ý đêm và sáng sớm ở đây, trời se lạnh với mức nhiệt là từ 21 đến 22 độ. Với Nam Bộ, thành phố An Giang sẽ có mưa về chiều tối 2 ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Trong cơn mưa, chiều tối thứ 3 thì quý vị cần đề phòng với dông lốc cũng như là gió giật mạnh. Đêm thứ năm, trời chuyển tạnh ráo, nắng lên từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới là khoảng từ 30 đến 32 độ và thấp nhất là từ 24 đến 25 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.